Ok tất cả anh em, thì cuối cùng là phần khối của hình xăm rồng vắt vai mình đã đánh xong anh em nhé. Đây trước này và đằng sau này, đây là hình xăm rồng vắt vai xuống một lửa cánh tay, rồng vắt vai đời trai lãng tử anh em nhé. Ok không anh em, video sau thì mình sẽ lên màu cái con rồng này và mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và chia sẻ cái kỹ thuật vào màu để cho tất cả anh em cùng xem. Ok tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.